Đoạn phim được ghi hình vào ngày 5 tháng 4 năm 1972 trên quốc lộ 1 đoạn từ Quảng Trị đến Huế. Đây là một trong những trận đánh mở màn của quân lực Việt Nam Cộng Hòa trong cuộc phản công đà tiến quân của Cộng sản. Sau khi chiếm được một vùng lớn mặt Bắc Quảng Trị, quân Bắc Việt bắt đầu tăng cường xuống phía Nam để bao vây và chia cắt các lực lượng còn lại của quân chính phủ. Tại đây, một đơn vị của quân Bắc Việt đang cố gắng cắt đứt quốc lộ 1 để có thể kiểm soát và ngăn chặn đường tăng viện của Việt Nam Cộng Hòa từ Huế. Các binh sĩ địa phương quân đang nỗ lực giải tỏa quốc lộ 1 để chặn các mũi tiến công của quân Cộng sản và bảo vệ mặt phía Nam Quảng Trị. Cuộc chiến kéo dài đến trưa, cuối cùng quân lực Việt Nam Cộng Hòa cũng đã giành lại được tuyến quốc lộ này. Sau đó không lâu, pháo binh Bắc Việt bắt đầu nã đạn để tăng thêm quân tấn công cứ điểm này. Bắt đầu show tường trình từ cuộc chiến quốc lộ 1 Quảng Trị. Trăng khuyết lạc trên tuyến đầu.
rồi lại đây, thì tương lai đó có anh và em ghép tên chung thiệp hồng. Trong sương cát bay nếu biết người đi vì sông núi cách chia này cho hạnh phúc mai sau, chắc em thôi sầu vì người đi cho lý tưởng. Đêm nói chuyện chúng mình yêu nhau, một vầng trăng khuyết lạc trên tuyến đầu. Em hỏi sau này chúng mình thành đôi như lúc trăng rồi lại đây, thì tương lai đó có anh và em ghép tên chung thiệp hồng. Thì tương lai đó có anh và em ghép tên chung thiệp hồng. Năm 1972 là năm tàn khốc nhất của chiến tranh Việt Nam. Những trận đánh lớn nhỏ kéo dài và liên tục, gây rất nhiều thương vong cho cả hai bên. Một năm có sự điêu linh và tan tóc. Trong suốt khoảng thời gian mùa hè đó, cường độ chiến sự cứ tăng dần theo từng ngày tại ba chiến trường chính. Trong đó, An Lộc và Quảng Trị là nơi khốc liệt nhất của cuộc chiến. Đỉnh điểm là trong những ngày cuối cùng trong việc tái chiếm cổ thành Quảng Trị của quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Lửa của mùa hè năm 1972 đã thiêu đốt tất cả những khát vọng hòa bình, mơ ước về một ngày được tốt đẹp hơn. Đó là ngày mà tiếng súng ngưng nổ, pháo ngừng rơi và mưa đạn ngừng bay. Nhưng đó chỉ là mong ước xa vời, một suy nghĩ mơ hồ, vì con người lúc này phải chấp nhận một thực tế dù có phũ phàng. Đó là sự sống còn của chính bản thân, và điều đó cũng chỉ có thể chấp vá bằng sự may mắn. Đối với những người chiến binh, có lẽ ngọn lửa chiến tranh của một mùa hè không thể đốt cháy được tình yêu và niềm tin mà họ dành cho gia đình cũng như cho quê hương. Tại đây, thị xã Đông Hà, một người lính miền Nam đã viết vội cho người yêu. Tình hình tại đây thật sự nghiêm trọng. Ngày nào bọn anh cũng lãnh đủ các loại đạn pháo của đối phương. Ngày nào cũng có người chết và bị thương. Đông Hà giờ đây như một đống đổ nát, lính chỉ còn có lính. Bọn anh phải liên tục theo dõi và quan sát, mắt cứ căng trọng, dù rất thèm cơn ngủ. Vì chỉ trong nháy mắt, có thể đồng đội hoặc chính anh phải vào giấc ngủ thiên thu.
Dường như khi con người ta ở vào chỗ nguy hiểm nhất thì lại không biết sợ em ạ. Dăm ba thằng bạn vừa cười vừa hát nghiêu ngao, bình dị đến lạ thường. Có lẽ bọn anh đã chấp nhận, vì đã là lính thì buồn triền miên. Phía bên kia con sông là thù, bên này sông là bạn. Và đạn pháo cứ đổi trao, như một bài nhạc hòa tấu nổi tiếng của thằng chết. Âm điệu sao tẻ nhạt, buồn tê tái, nhưng cứ vu vơ mãi bên tai, khơi gợi những ký ức hình ảnh về em. Và mùi thuốc súng cứ làm tâm trí anh quay quần. Rời ghế nhà trường không lâu, chỉ nay anh đã xa em. Những ngày tháng chúng ta bên nhau thật ngắn ngủi làm sao, nhưng đẹp như một bức tranh cô động từ nơi tuyệt trần nhất của thế gian. Chùm phượng vĩ của tuổi học trò giờ còn đâu? Sự ngây thơ của em bây giờ được đổ lại bằng u sầu phiền muộn. Khi ánh mắt là cửa sổ tâm hồn, nhưng luôn tuôn lệ nhẹ vì anh đã vào cuộc gian nan. Mùa hạ nay về quê hương chinh chiến, nên bỏ ngày vàng rong chơi, bỏ vui thú riêng mình miệt mài trong nắng lửa, mong sao tìm thấy nắng trong lành những ngày xa xưa. Nhạc phẩm Lửa Mùa Hạ là một trong sáng tác để đời của nhạc sĩ Trịnh Lâm Ngân. Có lẽ bài hát được viết trong những năm tháng khốc liệt của chiến tranh, nên trong từng câu từng lời của tác phẩm là sự khát khao về một quê hương thanh bình. Khi tìm thấy nắng trong lành những ngày xa xưa, một ước mong quá đỗi giản dị nhưng khó thành hiện thực, bởi vì cơn lửa mùa hạ đốt cháy tất cả những gì nó đi qua. Khi xưa mưa
trông và chờ cơn nắng hạ để đưa nhau tìm về ruộng lúa với hương dâu sông núi ngày đó đồng thanh thang. Mùa hạ nay đã về quê hương chinh chiến nên bỏ ngày vàng rong chơi mai trong nắng lửa mong sao tìm thấy nắng trong lành những ngày xa xưa những ngày xa hè đỏ lửa. Vào cuối tháng 3 và đầu tháng 4 năm 1972, các cánh quân của bộ đội Bắc Việt bắt đầu siết chặt vòng vây và tổng tấn công quân đội Nam Việt Nam trên toàn mặt trận tại Quảng Trị. 30.000 quân của sư đoàn 304 và 308 Bắc Việt được sự yểm trợ của các trung đoàn xe tăng từ phía Bắc Đông Hà đánh thẳng về hướng Cam Lộ, thị xã Đông Hà và cửa Việt. Cùng lúc đó, ở phía Tây Quảng Trị, sư đoàn 324 bộ đội Bắc Việt tiến quân vào thung lũng sông Thạch Hãn. Sông Hà, sông Cái Cầu đó. Cuộc tấn công bất ngờ của các sư đoàn quân cộng sản đã làm cho các tiền đồn và căn cứ do sư đoàn 3 bộ binh Việt Nam Cộng hòa trấn thủ lần lượt bị tràn ngập. Những trận địa pháo ác liệt của đối phương đã khiến cho hàng chục căn cứ hỏa lực và tiền đồn của quân lực Việt Nam Cộng hòa phải tập thủ trong những ngày đầu chiến cuộc. Trước áp lực quá mạnh của các lực lượng chính quy Bắc Việt cùng các mũi dùi bằng xe tăng với pháo binh yểm trợ một cách hữu hiệu, Sài Gòn đã phải gấp rút tăng viện cho phòng tuyến Quảng Trị và những phần còn lại để chặn đà tiến quân của họ, trong khi các lực lượng khác ở tuyến sau kịp thời tổ chức lại tuyến phòng ngự và có thêm thời gian để củng cố lại lực lượng tại khu vực sông Thạch Hãn kéo dài đến Mỹ Chánh. Cùng với những đơn vị khác, thiết đoàn 18 kỵ binh được lệnh tăng cường cho chiến trường Quảng Trị phía bắc sông Thạch Hãn. Trong thời gian khốc liệt đó của cuộc chiến, có một câu chuyện rất cảm động về người lính mũ đen thiết kỵ. Trong lúc giao tranh, một quả pháo 130mm của pháo binh Bắc Việt đã rời ngay thiết phận xa M113 của đại quý Nguyễn Ngọc Bích và ông đã tử trận. Ngày 27 tháng 4 năm 1972, thi hài cố thiếu tá Nguyễn Ngọc Bích được di tản về Mỹ Chánh, Quảng Trị bằng quân xa. Đến cầu ga thì quân xa chở thi hài ông bị trúng đạn hỏa tiễn tầm nhiệm AT-3, ông tử trận lần thứ nhì. Đồng đội đã đóng cho ông một chiếc áo quan tạm thời thứ hai và tiếp tục di tản. Ngày 30 tháng 4 năm 1972, chiếc quân xa sang sông bị mắc lầy và xe ông bị trúng đạn pháo kích một lần nữa. Ông tử trận lần thứ ba, trước khi thi hài của ông được đưa về với gia đình. Cố nhạc sĩ Trần Thiện Thanh nghe được câu chuyện thương tâm này đã cảm kích và sáng tác bài hát Bắt Đầu để tặng người anh hùng vị quốc vong thân thiết kỵ quân lực Việt Nam Cộng hòa Nguyễn Ngọc Bích. Bắt Đầu là danh hiệu truyền tinh của cố hiếu tá. Ông tốt nghiệp khóa 18 sĩ quan trừ bị Thủ Đức và khóa 13 sĩ quan căn bản thiết giáp. Ông là chi đoàn trưởng chi đoàn 218 thuộc thiết đoàn 18 kỵ binh quân lực Việt Nam Cộng hòa. Đơn vị ông đã từng lập công trong trận tái chiếm căn cứ Alpha trên chiến trường Campuchia và đã được trao tặng huân chương anh dũng đổi tinh với nhành Dương Liễu. Xin được nói lời tri ân đến cố hiếu tá Nguyễn Ngọc Bích và những chiến binh trong binh chủng thiết giáp Việt Nam Cộng hòa. Bắt đầu show tường trình từ cuộc chiến Quảng Trị, Nam Việt Nam. Người bỗng trở thành vì sao bắt đầu lẻ loi tinh cầu đêm đen không dấu. Một tôi chớm ngờ đạn pháo chuyến mưa
xa cách người, nước mắt tiễn đưa đã thấy xót xa. Một lần anh đi đã thấy xót xa từ ngày hôm qua. Đời thinh không thiên thần lên tiếng hát, chiêu hồn người từ hòa ngục dương thế. Kia vòng trời ngọc bích đã thênh thang, ôi lời mời gọi anh bước chân xa. Xin muôn năm như vì sao sáng đó, hỡi người định mệnh là vì sao lẽ. Dậy đi bắt đầu, dậy đi bắt đầu, bừng mắt dậy soi sáng thiên thu. Người tên bắt đầu chết chân hôm nào, một áo quan đóng vội, một chuyến cuối phiêu du. Cô thấy dấu chiến xa của người của hôm qua, cô thấy chiến mũ đen của người lạc trắng. Tôi
mà nghe muối phá trong lòng. Mẹ là mẹ trùng dương, gào than từ bài trước gành sau. Tuổi trời quá mau, gió biển mặn nuôi lớn khôn tôi, nên năm 21 tuổi tôi đi vào quân đội mà lòng thì chưa hề yêu ai. Người yêu tôi mới quen mà thôi, lúc dừng quân trên vùng vừa tiếp thu. Vùng hoang vu bóng dừa bờ cát gầy, gió lên từng chiều vàng, nàng xóa tóc trên biển xanh. Người yêu tôi hay khóc trong chiều mưa, lúc màu xanh biển mặn đục sắc mây. Bảo yêu anh, em muốn chuyện đôi mình như màu xanh biển tình trong ngày trời xinh rất xinh. Tôi đến lại đi, xa vắng đợi tôi chiến chính lâu dài. Miệt mài vượt chuông dài che khuất biển xanh, đẹp tựa trong tranh, gót bùn lầy cho lúa thêm xanh. Trong bao lần quân hành, tôi qua vùng khô cằn, mồ hôi thành biến mặn. Người yêu tôi mới quen mà thôi, lúc dừng quân trên vùng vừa tiếp thu. Vùng hoang vu bóng dừa bờ cát gầy, gió lên từng chiều vàng, nàng xõa tóc trên biển xanh. Người yêu tôi hay khóc trong chiều mưa, lúc màu xanh biển mặn đục sắc mây. Bảo yêu anh, em muốn chuyện đôi mình như màu xanh biển tình trong ngày trời xinh rất xinh. Tôi đến lại đi, xa vắng đợi tôi chiến chính lâu dài. Vượt chuông dài che khuất biển xanh, đẹp tựa trong tranh, gót bùn lầy cho lúa thêm xanh. Trong bao lần quân hành, tôi qua vùng khô cằn, mồ hôi thành biến mặn trên môi. Trong bao lần quân hành, tôi qua vùng khô cằn, mồ hôi thành biến mặn trên môi. Trong bao lần quân hành, tôi qua vùng khô cằn, mồ hôi thành biến mặn trên môi.